Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sơ đồ của cao thủ cũng nằm trong băng Khải luôn nè. Cao thủ Nguyên hiện tại ngày hôm nay thì được top 7 với 76k, 212 mạng và 94 NBC và hại tử vong 20 lần và liên chạm 47. Đó, liên chạm 47. Ôi, tính ra ngày hôm nay mình liên chạm nô 1 nè, liên chạm 63 nô 1 luôn nè. Đó, gơ chưa? Kẹp góc lách mà nè. Rồi cho anh em xem xét đồ của cao thủ Win nha anh em. Như Win là một ngày mi kiếm nè. Một ngày mi kiếm. Đang giữ một cái kiếm sát thương 41 dòng 1. Cái kiếm tầm này quá đẹp nè. Đó mà tìm sát thương này nọ nữa chưa có nè. 41 dòng 1. Bao tay, thủ lĩnh 21, 40 làm trọng quá đẹp, quá pin luôn. Một cái áo thổ 40 hay 2 kháng băng và sinh lực 190. Và đai lưng kháng lôi 30. Lưng kháng lôi 30 và một đôi giày kháng lôi 30. Cái này nghe mươi nha anh em. Một cái nón kháng lôi 24. Dây chuyền kháng tất cả 9 và kháng lôi 17 và sinh lực 128, quá đẹp luôn. Một nhẫn kháng lôi 19 nội lực cao. Một nhẫn 540 dòng 1. Một ngọc bội làm kháng lôi 27. Nói chung là anh này thì tính sơ qua thì anh này khả thái được 85 chậm rồi nè. Không có chón nhưng mà được 85 chậm. Đó. Nghe mày kiếm rồi nè. 85 chậm thì đi bất lẽ là easy rồi nè. Nhiều khi võ đăng con lô ông bất lẽ mà ông bèm cho một phát một này một đống luôn nè. 80 chậm và lượng kháng lôi thì max pin. Một kháng lôi 24, một kháng lôi 19, một kháng lôi 27, một kháng lôi 30. Một kháng lôi 30 và một gia truyền nữa kháng lôi 26 nữa nè. Chung lượng kháng lôi này có thể lên đến 75+2 nữa nè. Anh em ơi, này có thể lên đến 75+2. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên cho cầu thủ Win một like chia sẻ anh em ơi. Anh này hạng 43 chắc cũng gần 107 rồi nè, chắc cũng cấp 106 mấy chục phần trăm. Ok chưa? Lúc nãy Khả Đình soi Hải G mà chưa kịp soi đi đâu mất rồi anh em ơi. Để ngày mai có dịp Khải soi tiếp tục. Đó, ok chưa? Anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Cũng như là cho cầu thủ Win này một like chia sẻ chơi nha anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nha, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream cũng như là những buổi đánh tống kim 21 hàng ngày của Ban Khải cũng như là tất cả server Đại Sài Tắc này nha anh em. Ok anh em.